Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài giảng những dạng bài tập hay và khó về tiếp tuyến em nhé. Thì sau đây mời em theo dõi nội dung chi tiết của bài giảng. Trong cái nội dung bài giảng về những cái dạng bài hay khó về tiếp tuyến thì là thầy sẽ phân ra làm ba cái hàm số mà các em sẽ học trong cái chương trình lớp 12, đó chính là hàm bậc nhất trên bậc nhất, hàm bậc 3 và hàm trùng phương. Thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu về hàm bậc nhất trên bậc nhất em nhé. Nếu như mà thầy có một cái hàm số, đồ thị hàm số là y bằng a cộng b trên c cộng d, đấy có đồ thị là c, thì khi đó là nếu mà thầy lấy một điểm m bất kỳ thuộc cái đồ thị hàm số này, nó là điểm m bất kỳ các em nhé, thì khi đó là tiếp tuyến tại m của đồ thị hàm số, đúng không? Nó sẽ giao với hai điểm tiếp cận, đấy lần lượt là thầy gọi là tại a và b, thì khi đó là chúng ta sẽ có những điều sau. Thứ nhất là m nó sẽ luôn là trung điểm của AB, trong đó là AB là giao điểm của cái phương trình tiếp tuyến tại M với hai điểm tiếp cận. Thì đây là các em nhìn sang cái hình vẽ này nhé. Đây là thầy có một cái đồ thị hàm số cái dạng là hàm bậc nhất trên bậc nhất, đúng không? Thì ở đây là chúng ta thấy này, cái điểm M này nó là một điểm bất kỳ nằm trên cái đồ thị hàm số, đúng không? Và qua cái điểm M này, tại cái điểm M thầy sẽ vẽ một cái phương trình tiếp tuyến nhân tan, em biết, thì vẽ một cái phương trình tiếp tuyến nhân tan, thì khi đó cái phương trình tiếp tuyến nhân tan này nó sẽ cắt hai điểm tiếp cận là điểm cận đứng tại điểm A và điểm cận ngang của đồ thị hàm số tại điểm B, thì khi đó bao giờ em cũng sẽ có m này nó sẽ là trung điểm của đoạn AB nhé, em nhớ nhé, m này nó sẽ là trung điểm của AB, với AB là cái giao điểm của tiếp tuyến bất kỳ tại điểm M và hai điểm cận em nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái diện tích của tam giác IAB, tức là Y này nó là giao điểm của hai điểm cận, thì diện tích của tam giác IAB tức là cái phần mà thầy gạch chéo trên bảng này, đấy, thì nó sẽ không thay đổi em nhé, diện tích của tam giác IAB nó không thay đổi với mọi điểm M, và cái diện tích của tam giác IAB là thầy đã tổng quát hóa công thức đây, nó sẽ bằng là hai lần trị đầu nối của BC trừ AD chia cho C bình phương. Thế đấy là lý do tại sao mà chúng ta phải có C khác không ở đây, và x khác trừ D trên C thì chẳng qua là để cho cái mẫu C cộng D nó khác không, đúng không? Em nhớ diện tích của tam giác IAB không đồng nó sẽ bằng là hai trị đầu nối của BC trừ AD chia cho C bình, hoặc là các em có thể lấy là AD trừ BC trị đầu nối của AD trừ BC chia cho C bình thì để cho nó gần gũi hơn với các em, bởi vì là chúng ta có công thức tính đạo hàm nhanh đó là AD trừ BC. Tiếp theo là nếu như mà điểm E và điểm F thuộc hai nhánh của đồ thị C và EF đối xứng nhau qua cái Y thì tiếp tuyến tại EF song song với nhau, đúng không? Thì suy ra một đường thẳng D đi qua EF thì đi qua cái tâm đối xứng D Y kia. Tức là như thế nào? Tức là nếu như mà thầy có một cái điểm E và F là thuộc hai nhánh, tức là đây là một nhánh đấy và đây là một nhánh em nhé, thì khi đó là nếu như mà cái EF này đối xứng nhau qua Y, tức là nếu ví dụ thầy lấy điểm E ở đây, đúng không? Thì điểm F đối xứng nhau qua hai điểm này đối xứng nhau qua Y, tức là EF này, đây, Y nó sẽ là trung điểm của EF, Y này nó sẽ là trung điểm của EF nhé. Thì khi đó là tiếp tuyến tại E và F nó sẽ song song với nhau. Nếu mà các em vẽ hai cái phương trình tiếp tuyến tại E và tại F này thì hai tiếp tuyến này nó sẽ song song với nhau các em nhé. Rồi, thì nên nếu mà ngược lại, nếu mà một đường thẳng D mà đi qua F thì nó sẽ đi qua tâm. Tức là nếu mà một cái đường thẳng nào đó mà đi qua hai điểm E và F này thì nó sẽ phải đi qua gì? Tâm Y này. Tức là nếu như mà thầy có một cái thầy có hai cái tiếp tuyến mà song song thuộc hai nhánh của đồ thị, đúng không? Thì tiếp điểm là E và F thì khi đó là E F nó sẽ đi qua cái gì? Đi qua cái giao điểm của hai điểm cận em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét sang một số những cái ví dụ cụ thể để chúng ta ứng dụng những cái lý thuyết này vào trong làm bài tập em nhé. Thì ở đây là thầy có cái ví dụ số 1, là đây là một cái ví dụ mà tổng quát tất cả những cái gì mà vừa nãy chúng ta làm bài đến, tức là thầy có một cái đồ thị hàm số y bằng 2 cộng 1 trên x trừ 4 và gọi y nó là giao điểm của hai tiếp cận, gọi d là tiếp tuyến qua một điểm m bất kỳ thuộc c, sao cho tiếp tuyến của c tại m cắt hai tiếp cận gần là tại a và b.
Câu A, câu 1 là chứng minh M là trung điểm của AB. Tức là bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các em là tại sao cái M này lại là trung điểm của AB và diện tích của tam giác IAB này không đủ. Câu B là tìm M để chu vi của tam giác IAB nhỉ, đúng không? Thì cách làm thì chúng ta sẽ làm như sau. Các em để ý này, em sẽ gọi điểm M. Đấy, nhưng mà gọi M thế nào để cho nó khéo, đúng không? Gọi M thế nào để nó khéo thì sẽ gọi điểm M của các độ này. Thế như vậy là trước khi em gọi thì em sẽ phân tích cái y một chút. Cái y nó bằng 2x cộng 1 nhé, chia cho x trừ 1 thì nó bằng là 2 nhân với x trừ 1 và chúng ta là cộng 3. Em chia cho x trừ 1 thì nó bằng 2 cộng 3 chia x trừ 1, đúng không? Tức là thầy tách cái 1 này nó bằng 3 trừ 2. Thì suy ra thì chúng ta sẽ gọi cái điểm M có độ là A cộng 1 và 2 cộng 3 trừ 2 nhé. Là một cái điểm bất kỳ một thuộc từ một vị C với A khác không? Đó. Thế bây giờ thầy sẽ thấy là cái phương trình tiếp tuyến ấy, thì chúng ta sẽ phải làm việc với hệ số góc, tức là các em phải đứng là cái hình phẳng nó bằng A nhân D trừ B nhân C thì nó là âm 3 chia x trừ 1 để thảo luận. Suy ra là cái hệ số góc của tiếp tuyến tại M, chúng ta sẽ có được hệ số góc của tiếp tuyến tại M là K, nó sẽ bằng y phải tại xm. Đấy, thì các em thấy xm bằng A cộng 1 vào đây thì nó là âm 3 trên A bình phương, rất là đẹp. Đấy, cái mẫu của chúng ta chỉ có mẫu bình ngang thôi. Từ đó các em sẽ suy ra là cái phương trình tiếp tuyến theta, chúng ta lại là y nó sẽ bằng là K, nó là âm 3 trên A bình nhân x trừ x0 x trừ y A trừ 1 là cộng với y0 cộng 2 cộng 3 trên A. Đó. Thì đây chính là cái phương trình tiếp tuyến delta. Bây giờ các em sẽ có một cái kiện vật đứng, đó là delta 1. Chính là kiện vật đứng đây chính là x bằng 1, đúng không? Kiện vật ngang delta 2 thì chúng ta sẽ có là y bằng 2, đúng không? Đấy. Thế bây giờ là điểm A nó bằng cái delta sang với delta 1 nhé. A này em có A bằng delta ra delta 1. Từ đó sinh ra là A sẽ có tọa độ là xA sẽ bằng 1. Rồi các em sẽ thay xA vào đây, đúng không? Chúng ta thay xA vào đây thì chúng ta thay xA 1 vào đây thì là 1 trừ 1 này hết. Để tính xA mà thì nó lên chỗ này sẽ còn là 2 cộng với 6 trên 2. Đó là cái đây chính là tọa độ của điểm A, các em biết. Tương tự như vậy, em có là B nó bằng delta giao với delta 2. Từ đó suy ra B nó sẽ có tọa độ. Ở đây em thấy là delta 2 là y bằng 2, đúng không? Thì như vậy là cái B này sẽ có cái trung độ là 2. Và cái hoành độ thì em thay 2 vào đây. 2 nó sẽ bằng là âm 3 trên A bình nhân x trừ A cộng 1 cộng 2 cộng 3 trên A. Thì các em sẽ tính ra được cái xB thì nó sẽ là 2A cộng 1. Đấy, chúng ta sẽ tính ra được xB nó sẽ là 2A cộng 1, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp này. Về bài yêu cầu là chứng minh M là trung điểm của AB và diện tích tam giác IAB không đủ, đúng không? Thế bây giờ các em có là giao vào 2 trục vật nhé. Giao vào 2 trục vật chính là điểm Y và tọa độ là gì đây? 1, 2, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta có A, có B này, có M và có gì đấy? Có Y. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh là cái điểm M này nó là trung điểm của đoạn AB các em nhé. Thì các em ta thấy em có là xA cộng xB. Đấy, em cộng 2 này lại với nhau thì nó là 1 cộng với 2A cộng 2, 2A cộng 1, đúng không? Thì nó bằng 2 nhân bằng ngoặc A cộng 1. Đấy, thế là 2 ra ngoài nhưng bằng A cộng 1. Như vậy các em thấy nó bằng 2 của điểm M. Tương tự như vậy các em có là IA cộng IB. Đấy, các em thay vào thì nó là 2 cộng 6 trên A cộng 2, đúng không? Bằng 2 cộng 6 trên A cộng 2 thì nó bằng 4 cộng với 6 trên A. À, 2 ra ngoài thì bên trong bằng 2 cộng 3 trên A. Và cái này nó sẽ bằng 2 bằng Y mà, đúng không? Như vậy là các em thấy là XA cộng XB là bằng 2XM và YA cộng YB là cũng bằng 2XM.
từ đây anh em sẽ suy ra là M sẽ là trung điểm của AB, suy ra điều hải chứng minh, đúng không? Đấy, chúng ta có điều hải chứng minh rồi. Tiếp theo là em chứng minh là cái diện tích của tam giác IAB là không đổi, đúng không? Đấy, diện tích tam giác IAB không đổi, diện tích tam giác IAB không đổi. Thế các em thấy là cái tam giác IAB này thì đây nó là tam giác vuông cạnh y, bởi vì hai tiệm cận nó vuông góc với nhau, đúng không? Thì đây là chúng ta sẽ có tính ra cái loại IA, em tính các từ IA thì nó sẽ bằng là 0 và 6 trên 2. Tương tự như vậy, các em tính được cái vector IB nó sẽ bằng I đây, B đây thì nó sẽ là 2A, đúng không? 2A và 0 nó rất là đẹp, bởi vì là do đầu là rồi gọi điểm M như này thì là dẫn đến tất cả những cái sau nó sẽ theo cái trình tự nó sẽ rất là đẹp và rất là dễ nhìn nhé. Thế từ đó các em sẽ suy ra là cái đoạn IA nó sẽ bằng 6 thêm trị của A, và IB nó bằng 2 thành trị của A. Từ đây là các em sẽ suy ra là diện tích của tam giác IAB nó sẽ bằng 1 phần 2 của IA nhân với IB, nó sẽ bằng 1 phần 2 IA ở đây nó là 6 thêm trị của A nhân với cả IB là 2 trị của A, và nó sẽ bằng 6 thêm nhé. Thì chúng ta có thể dùng công thức này, các em nhớ nhanh là công thức của diện tích tam giác IAB nó bằng 2 lần trừ đối với AD trừ BC, BC bình, đúng không? Thì chúng ta nhớ nhanh là công thức thì nó sẽ thành ra là 2 nhân với trừ đối với AD nó là 2 nhân âm 1 nó là âm 2 trừ đi BC, đúng không? Trừ đi BC là trừ đi 1 chia cho C bình chia cho 1 bình thì như vậy nó cũng bằng 6. Đó, như vậy là các em thấy đấy, chúng ta dùng công thức giải nhanh hay là chúng ta chứng minh như thế này nó cũng cùng kết quả, đúng không? Rồi tiếp theo là chúng ta phải chỉ làm cái gì nữa đấy, chúng ta phải tìm cái gì đây, tìm cái điểm mở là trung vi tam giác IAB nhỏ nhất. À, thì trung vi tam giác IAB IAB này thì nó sẽ bằng IA cộng IB và cộng là AB các nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái trung vi của tam giác IAB, đúng không? Ở đây là chúng ta sẽ có cái đoạn IA và IB có thể là tính đây rồi. Ở đây là em sẽ có đoạn AB. AB thì nó sẽ bằng, chúng ta tính các từ AB trước đi nhỉ. Thì nó sẽ là 2A và cái này trừ cái này là 2A, cái này là trừ 6 trên A, đúng không? Từ đây là suy ra cái đoạn AB này nó sẽ bằng AB nó sẽ bằng căn bậc 2 của 4 AB, 4 A bình cộng với cả 36 trên A bình. Thế từ đó là suy ra là trung vi của tam giác IAB nó sẽ bằng là IA cộng IB và cộng AB. Đấy thì nó sẽ bằng là 6 trên trị đối với A cộng với 2 trị đối với A cộng với căn bậc 2 của 2A tất cả bình, đúng không? Cộng 6 trên A tất cả bình. Đấy, thì cái này nó chẳng qua là 2A bình cộng 6 trên A tất cả bình. Thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho cái cặp này và cái cặp này, bởi vì nó hai cặp này nó đều đảm bảo giống bằng xảy ra giống nhau, đúng không? Thì các em sẽ thấy là nó sẽ lớn được bằng, lớn được bằng 2 căn bậc 2 của 6 trên trị của 3 nhân 2 trị đối với A cộng căn bậc 2 chúng ta giữ nguyên nhé, 2 căn bậc 2 tiếp của 2 2A tất cả bình, thì chúng ta biết là 4A bình nhân với 36 trên A bình, đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng cái này là 2 căn 12, đúng không? 2 căn 12 cộng với đoạn này là căn bậc 2 của 4 nhân với 36 thì nó là căn bậc 2 của nó sẽ là 2 nhân với 6 là 12, là căn bậc 2 của 24, căn bậc 2 của 24 các em nhé, và nó sẽ bằng 2 căn 12 thì nó chính là 4 căn 3 đúng không, cộng căn 24, căn 24 thì là 24 này là chia hết được cho 4 thì nó còn 6 cộng với
2/6. Đấy, như vậy là trung bi của tam giác ABC nhỏ nhất, nó IAB nó nhỏ nhất nó sẽ là 4/3 cộng 2/6, và nó đạt được khi cái 6 trên chỉ số của A nó bằng 2 chỉ số của A, và 2A này nó bằng 6 trên, tức là 4A bình bằng 36 trên A bình, đúng không? Thì dấu bằng nó xảy ra khi em thấy là dấu bằng khi và chỉ khi cái 6 trên chỉ số của A nó bằng 2 lần chỉ số của A, tương đương với chỉ số của A bình phương bằng 3. Đây là A bằng 3, A bằng 3 hoặc A bằng 3 như thế. Đó, đây dấu bằng nó xảy ra khi, bởi vì là hai cái này em để ý quan sát là dấu bằng nó sẽ đồng thời xảy ra, khi cái anh này dấu bằng xảy ra thì anh này cũng dấu bằng xảy ra, đúng không? Thì là dấu bằng nó xảy ra khi em giải được cái điều kiện của bất định oxy, đó là A bình bằng 3 hay là A bằng 3 hoặc A bằng 3, em nhé. Còn thì như vậy là chúng ta đã tìm ra được điểm mờ. Tất nhiên là khi được A bằng 3 và A bằng âm 3 thì em sẽ thay ngược trở lại vào cái điểm mờ, cái tọa độ điểm mờ mà nền lúc đầu chúng ta đã gọi, thì chúng ta sẽ suy ra được cái hai điểm mờ, đúng không? Như vậy là trong cái bài này thì thầy đã chứng minh được cho các em là cái điểm mờ làm một tiết tuyến bất kỳ thì là sao hai tiếp cận A và B, khi đó mờ là trục điểm AB này, diện tích của tam giác IAB nó sẽ không thay đổi đây, và nó sẽ tuân theo đúng công thức này em nhé. Và đồng thời là chúng ta đã tìm được cái vị trí của điểm mờ để cho cái trung bi của tam giác IAB nó đạt giá trị nhỏ nhất. Thì là thầy lưu ý cho các em là cách mà chúng ta gọi cái ẩn M bắt đầu, thì là em gọi cái ẩn như thế thì là đến lúc tất cả những ý về sau chúng ta làm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 2 các em nhé. Đây là đề bài để cho các em một cái hàm số y bằng x trừ 1 trên x cộng 1, và đề bài yêu cầu là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, viết tiếp tuyến đó cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A và B, và tam giác OAB là tam giác cân tại góc tọa độ. Thế như vậy là đối với bài này thì chúng ta sẽ có cái hướng làm như sau. Tức là em thấy đây là thầy có một cái hệ tọa độ OY đấy. Cái tiếp tuyến nó sẽ cắt hai cái trục tọa độ lần lượt tại hai điểm A và B, và nó có OA và OB. Thì như vậy đây là A thì là B, hoặc là nó có thể như thế này em nhé. Nó xảy ra, nó sẽ xảy ra một trong hai trường hợp là điểm A ở đây hoặc là điểm A ở bên này, đúng không? OA và OB tương tự như vậy, điểm B cũng có thể ở bên dưới này, đúng không? Đấy, chúng ta chưa biết được nhé. Điểm B cũng có thể ở bên dưới, đúng không? Đó, điểm B cũng có thể ở bên dưới này. Thế như vậy là các em thấy này, vì tam giác OAB cân tại gì đây? Cân tại O. Cho nên là các em sẽ suy ra là cái đoạn OA nó sẽ bằng đoạn OB, đúng không? Từ đây là các em sẽ suy ra là hệ số góc của tiếp tuyến là K nó sẽ bằng 1 hoặc là K bằng âm 1, đúng không? Đấy, trong trường hợp là ví dụ như thế này thì là K nó sẽ bằng 1, và trong trường hợp như thế này thì K nó sẽ bằng âm 1. Hệ số góc này nó chính là bằng gì đấy? Nó chính là bằng cái đoạn OB trên đoạn OA, và trường hợp dưới thì nó bằng trừ OB trên đoạn OA. Đó, nó có thể xảy ra hai trường hợp là hệ số góc K bằng 1 và K bằng âm 1. Ví dụ đề bài cho là các trục hành, trục tung tại lần lượt tại hai điểm phân biệt A và B, sao cho OB ví dụ nó bằng 2 lần OA, thì các em lại có là hệ số góc K nó sẽ bằng 2 hoặc K bằng âm 2. Đúng là hệ số góc thì chúng ta sẽ lấy cái trục tung đấy, lấy cái OB chia cho đoạn OA, thì trong đó là OB chia OA nó sẽ bằng 2 hoặc là âm 2, đúng không? Rồi, sau bây giờ các em sẽ tính cái đạo hàm y phẩy của cái hàm này, nó bằng AC trừ BD nó bằng 2 trên x cộng 1 tất cả bình, đúng không? Đấy, 2 trên x cộng 1 tất cả bình, thì cái này nó luôn luôn lớn bằng 0, luôn luôn lớn bằng 0, suy ra nó chỉ đúng với hệ số góc là K bằng 1 thôi, đúng không? Khi ra là chúng ta sẽ nhận hệ số góc K bằng 1. Như vậy là hoành độ của tiếp điểm, tiếp điểm là nghiệm, tiếp điểm nhé, là nghiệm của phương trình 2 trên x cộng 1 tất cả bình bằng 1.
đấy, hệ số góc của nó bằng 1, đúng không? Hệ số góc của nó bằng 1, cho nên là cái hành độ tiếp điểm sẽ phải là nghiệm của phương trình y phải bằng 1. Từ đó chúng ta sẽ giải ra cái phương trình này ra thì các em sẽ có x cộng 1 tất cả bình bằng 2 tương đương với x cộng 1 bằng căn 2, hoặc là x cộng 1 bằng 3 căn 2 tương đương với, hoặc là x bằng căn 2 trừ 1, hoặc là x bằng trừ căn 2 trừ 1, đúng không? Thế như vậy là khi mà chúng ta có x rồi thì chúng ta sẽ suy ra được y nhé, x bằng căn 2 trừ 1, các em thay vào thì các em sẽ được là x cộng 1 bằng căn 2, x bằng căn 2 trừ 1 chúng ta sẽ thay vào đây thì chúng ta sẽ được thay y vào tương ứng, đúng không? Thì là y mà. Như vậy là hai cái tiếp biến này nó sẽ là hai này này, như là anh AB này và anh AB này, các em nhé, đây là hai này, hệ số góc K bằng 1, đúng không? Như vậy là đối với những cái bài mà nó cắt cái hệ trục tọa độ lần lượt tại hai điểm A và B và nó thỏa mãn là tam giác cân hay là OB bằng 2 OA hay là ví dụ OA bằng 3 là OB chẳng hạn, thì các em đều sử dụng y về hệ số góc, đúng không ạ? Và hệ số góc đấy thì bao giờ nó cũng sẽ bằng là tung trên bài, em nhé, nó sẽ bằng đoạn OB trên đoạn OA. Trong bài toán này thì OB trên OA bằng 1 rồi. Thế còn nếu mà OB bằng 2 lần OA thì hệ số góc cao bằng 2 hoặc là cao bằng 52 thì chúng ta lại giải cái phương trình này, cái y phải bằng 2 trên x cộng 1 tất cả bình nó bằng 2, đúng không? Chúng ta suy ra được x m và từ x m chúng ta sẽ suy ra y m, em nhé. Vậy chúng ta sẽ tìm được cái tọa độ của điểm m, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hàm bậc 3 và hàm trùng dương. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm việc hàm bậc 3 trước, em nhé. Ở đây thì có một hàm số y bằng trừ x mũ 3 của y bình trừ 2. Tìm trên đường thẳng d y bằng 2 các điểm mà từ đó kẻ được 3 tiếp tuyến phân biệt với độ trĩ c. Thì câu này các em sẽ làm như sau. Thầy sẽ gọi cái điểm M nó sẽ có tọa độ là A và 2 đấy, thuộc cái đường thẳng D sao cho từ M kẻ được 3 tiếp tuyến phân biệt với C nhé. Được chưa? Chúng ta sẽ gọi điểm M như vậy. Thì khi đó là cái gọi K là cái hệ số góc, K là hệ số góc của tiếp tuyến tại M, tiếp tuyến qua M, đúng không? Thì là tiếp tuyến qua một điểm, đúng không? Qua M thì khi đó anh em sẽ suy ra là y tiếp tuyến delta nó dạng là y bằng K nhân x trừ 2, x trừ A cộng A. Y bằng K nhân x trừ A cộng 2. Đây chính là cái phương trình mà tiếp tuyến của đồ thị hàm số C và đi qua cái điểm M, đúng không? Thế bây giờ các em sẽ có là gì đây? Y phải chúng ta sẽ đạo hàm lên nó bằng trừ 3 x bình cộng 16 x, đúng không? Thế để đường thẳng delta là tiếp tuyến của đồ thị hàm số C thì cái hệ phương trình sau nó phải có nghĩa. Thứ nhất đó chính là hai anh y này nó phải bằng nhau, chúng ta xét cái phương trình hành độ ra chung ba x bình trừ hai nó phải bằng k nhân x trừ a cộng hai, đúng không? Chúng ta xét phương trình hành độ ra chung đấy, tức là hai này mà tiếp xúc với nhau thì cái phương trình này phải có nghĩa. Và tiếp theo là để điều kiện thỏa mãn tiếp xúc nó là k phải bằng y phải là bằng trừ ba x bình cộng sáu x, em trừ ba x bình cộng sáu x. Thế từ đây là các em sẽ suy ra chúng ta sẽ thay vào là trừ x mũ ba cộng ba x bình trừ hai nó sẽ bằng là trừ ba x bình cộng sáu x nhân với x trừ a và cộng hai. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích ra như sau. Các em sẽ thấy này, là x mũ 3 thì chuyển ra cộng 3 x bình trừ 4, x mũ 3 cộng 3 x bình cộng 4 trừ đi chỗ kia là thầy đặt 3 x ra ngoài bên trong còn x trừ 2, đấy là trừ 3 x ra ngoài bên trong còn x trừ 2 nhân với x trừ 2
không. Cái điều kiện là cái phương trình này nó phải có ba nghệ phân biệt thì chúng ta mới nhận được ba tiếp tuyến. Là thế đây là các em thấy là cái phương trình này nó sẽ có nghiệm x bằng trừ ba x bình này, trừ ba x bình. Các em thấy đấy, cái phương trình này nó có nghiệm là x bằng hai rồi, đúng không ạ? X bằng hai là chính là nghiệm, bởi vì là x mũ ba trừ ba x bình của bốn này nó sẽ có nhân tử chung là x trừ hai, cho nên là thầy sẽ nhóm như sau. Đây là x mũ ba x bình ra ngoài nên cao bằng x trừ hai, đúng không ạ? Thì còn trừ x bình trừ bốn là trừ đi x trừ hai nhân x cộng hai trừ đi ba x nhân với x trừ hai nhân x trừ hai bằng không. Chúng ta sẽ cần phải tách ra, chúng ta sẽ tách cái x bình x mũ ba trừ ba x bình cộng bốn ra thì nó thành x bình nhân x trừ hai trừ đi trừ hai nhân cộng hai. Như vậy là tất cả có nhân tử chung là x trừ hai rồi, thì ta đặt x trừ hai ra ngoài nhé. Thì bên trong nó sẽ còn là x bình trừ đi x trừ hai, đúng không? Trừ đi chỗ này là ba x nhân x trừ a, tức là trừ đi ba x bình cộng ba a bằng không, là trừ ba x bình cộng ba a bằng không. Thì cái này nó sẽ tương đương với là x trừ hai bằng không. Đó, chúng ta phải cho một cái n này x trừ hai này cho nó bằng không, và chỗ này nó là trừ hai x bình, đúng không? Hoặc là trừ hai x bình, trừ hai x bình cộng với cả x nhân với cả ba trừ một, cộng x nhân ba a trừ một và trừ đi hai bằng không, trừ hai bằng không. Đó, thì như vậy là các em thấy này, để mà cái từ m để chúng ta kẻ được ba tiếp tuyến đồ thị thì rõ ràng là cái phương trình, cái hệ phương trình này nó chủ chúng ta nó phải có ba nghiệm phân biệt, tức là cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt. Mà cái phương trình này chúng ta biến đổi tương đương ra đến như thế này, đúng không? Thì cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt khi cái phương trình biên giới là phương trình bậc hai, nó có hai nghiệm phân biệt và nó khác hai, các em đấy. Chúng ta sẽ biến đổi tương đương với x bằng hai hoặc là hai x bình trừ đi ba a trừ một nhân với x, đúng không? Cộng hai bằng không. Để ý hôm nay nó phương trình một nhé. Thế đó, để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì là cái phương trình một này nó phải có hai nghiệm phân biệt và khác này, khác hai, cái để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì cái phương trình một phải có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm này nó phải khác nhau, khác hai, khác ít một hai. Thì chúng ta sẽ giải quyết nó như sau. Em sẽ có là cái delta nó sẽ bằng 9a bình trừ đi 6a nó 3 trừ 1 bình, đúng không? Trừ đi 16, cái này thì lớn hơn không? Và cái em chạy 2 em thay vào, thay 2 vào đây nó là 4, 2 x 4 nó là 8, trừ đi 6a cộng 2 trừ đi 2 63 cộng 2 đúng không? Cộng 2 một cái khác không, tức là không còn có nghiệm x bằng 2 nhé. Tương đương với 9a bình trừ đi 6a trừ đi 15 đúng không? Và ở bên dưới là mình có là 6a khác 12, đúng không? Đấy, các em giải cái này ra thì em sẽ được này, tương đương với là 9a bình trừ 6a trừ 15 thì đấy là phương trình bậc 2, có nghiệm là âm 1 nên là 15 phần 9 là 2 nó là 1, hoặc a lớn hơn 15 phần 9 và a khác 2, đúng không? Thì như vậy là vậy điểm m ở độ là a và 2 thuộc cái đường trở lên sao cho a nhỏ hơn âm 1 hoặc là 15 phần 9 nhỏ hơn a khác 2 thì nó sẽ thỏa mãn yêu cầu bài toán. Tức là các em lấy một cái điểm m bất kỳ nằm trên đường y bằng 2 nó thỏa mãn cái hoành độ của điểm m nhỏ hơn âm 1 hoặc là 15 phần 9 nhỏ hơn hoành độ điểm m và
nó khác hai, thì từ cái điểm mờ đấy chắc chắn sẽ hẹn được ba cái phương trình tiếp biến đối với đồ thị nào đúng trên. Thế như vậy là sau khi mà chúng ta làm xong cái bài này thì chúng ta sẽ rút ra được những nhận xét như sau. Thứ nhất là đề bài yêu cầu là chúng ta tìm một cái điểm mờ trên đường thẳng y bằng hai mà kẻ được ba tiếp biến đối với đồ thị hàm số, thì là thầy sẽ gọi một cái điểm mờ bất kỳ có tốc độ là a hai thuộc cái đường thẳng lên và nó thỏa mãn yêu cầu bài toán là kẻ được ba tiếp biến. Thế khi đó là thầy sẽ gọi một cái phương trình đường thẳng delta bất kỳ đi qua mờ, nó là y bằng k hay x trừ a cộng hai, nó có hệ số góc bằng k thì nó đi qua mờ, cho nên là nó phải có dạng y bằng k hay x trừ a cộng hai, đúng không? Thế sau đó là các em sẽ tính ra cái đạo hàm của cái hàm số ban đầu của mình, sau đó mình sẽ áp cái điều kiện là để mà cái điểm cái đường thẳng delta này đi qua mờ nó là tiếp biến của đồ thị hàm số, thì chúng ta phải có là cái hệ phương trình này k bằng y phẩy để thỏa mãn điều kiện tiếp xúc và hai cái anh y này bằng nhau, bởi vì là chúng phải có được một cái điểm chung, đúng không? Thì chúng ta phải yêu cầu là cái hệ này phải có ba điểm phân biệt. Thì thực ra là cái nghiệm của cái hệ phương trình này nó chính là mật độ của tiếp biến, okay nhé. Đây chính là mật độ của tiếp biến, nghiệm của cái hệ này. Thế các em giải ra cái phương trình này, cái phương trình này các em lưu ý là nó gọi là a. Thế nhưng mà tất cả những cái bài toán bậc ba mà đề bài cho các em thì bao giờ nó phải phù hợp, tức là khi mà các em phân tích ra cái này nào, chúng ta chuyển sang thành kích mũ ba trừ ba x bình cộng bốn cộng trừ ba x. Đây thì là trừ ba x ở chỗ này là nhân x trừ hai hay x trừ ba bằng không, thì chúng ta bao giờ chúng ta sẽ phân tích được cái này có nhân tử chung đó là x trừ hai, em nhé. Thì bài toán này nó đã thỏa mãn rồi, x trừ hai là nhân tử chung. Thế còn đối với những cái bài toán mà chúng ta không thể nào, tức là chúng ta không thể nào mà tìm được cái nghiệm cái nhân tử chung của x trừ hai, thì những cái bài toán này rất ít khi xảy ra, em rất ít khi xảy ra. Nếu mà gặp cái bài toán này thì bắt buộc chúng ta phải xét hàm số, tức là chúng ta phải cô lập a, chúng ta rút a từ cái phương trình này ra, rút a riêng ra từ phương trình này để chúng ta xét hàm số và yêu cầu là nó phải có ba điểm phân biệt. Thế nhưng mà cái bài toán này nó rất khó xảy ra. Thông thường là tất cả những bài các em làm, các em đều có được cái nhân tử chung, đặt được cái nhân tử chung là x trừ hai ở ngoài, đấy. Thì khi đó chúng ta sẽ xuất hiện một cái phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai. Thì cái phương trình bậc hai này, em sẽ giải cái phương trình bậc hai thỏa mãn cái điều kiện là nó có hai nghiệm, đúng không? Nó có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm này nó phải khác cái số hai, nó khác cái số hai, tức là để cái hệ này có ba nghiệm, tức là cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt, thì cái này nó phải có hai nghiệm phân biệt và nó phải khác cái số hai, đúng không? Thì từ đó chúng ta giải cái delta là đúng không vào cái f tại hai là khác không, thế thôi. Được kết quả a là bao nhiêu thì chúng ta lấy bình yêu nhé. Để chúng ta kết thúc cái ví dụ tiên về hàm bậc ba đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số hai em nhé. Ở đây là thầy có một cái hàm số bậc ba của ẩn tham số m, tìm các giá trị của m sao cho trên đồ thị cm tồn tại một điểm duy nhất có hệ độ âm và tiếp biến tại điểm đó vuông góc của đường thẳng này. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái đường thẳng d này. Nếu mà nó vuông góc của đường thẳng d thì các em chắc chắn sẽ biết hệ số góc của đường tìm nhé. D y nó sẽ là âm 1 phần 2 x cộng 3 phần 2 của mình. Giao chuyển sang âm 1 phần 2 x cộng 3 phần 2. Thế khi đó các em sẽ suy ra là gì đấy? Gọi k là hệ số góc của tiêu biến. Gọi k là hệ số góc của tiêu biến và yêu cầu bài toán. Từ đó các em sẽ suy ra là k nhân với âm 1 phần 2 sẽ bằng âm 1. Hay k nó bằng 2. Chúng ta sẽ giải ra được k sẽ bằng 2. Thế sau đó là chúng ta sẽ tính cái anh y phẩy của cái hàm số trên. Thì chúng ta sẽ được là y phẩy nó bằng là m x bình phương cộng 2 nhân m trừ 1 nhân x và cộng với 4 trừ 3 m. Từ đó là chúng ta suy ra được là được cái gì đây? Cái hệ số góc của tiếp biến. Hệ số góc của tiếp biến là bằng 2. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có hệ số góc k bằng 2. Từ đó là các em sẽ suy ra là m x bình cộng 2 nhân m trừ 1 nhân x cộng 4 trừ y 3 m bằng 2, các em biết. Điều này chúng ta sẽ tương đương với được một cái phương trình thể đạt là fx, nó bằng là m x bình cộng 2 nhân m bằng m trừ 1 nhân x cộng 2 trừ 3 m. Đề bài yêu cầu là tìm các giá trị của m sao cho trên cm tồn tại một điểm duy nhất
là chúng ta có từ duy nhất, có từ duy nhất có hành độ âm lại hành độ âm nữa, đúng không? Mà cái tiếng này đó vuông góc của đường thẳng này, tức là cái phương trình một này của chúng ta nó chính là cái phương trình mà hành độ tiếp điểm, đúng không? Đấy, cái nghiệm của phương trình một nó chính là hành độ tiếp điểm. Thì cái phương trình một này nó sẽ phải là có một nghiệm âm duy nhất, đúng không? Tức là phương trình một này nó có duy nhất một nghiệm âm nhé. Em sẽ có này để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì suy ra là phương trình một thì có duy nhất một nghiệm âm. Đấy, chúng ta phải tìm vào để cho cái anh phương trình một này có một nghiệm âm duy nhất, em biết. Thì ở đây là chúng ta sẽ xét cái trường hợp thứ nhất là chúng ta xét xem m bằng không và xem nó có phải là cái giao thức bằng hai không nhá. Em m bằng không, em m bằng không thì là em thay vào thì em suy ra được đó là âm 2x cộng 2 bằng không tương đương với x bằng âm 1 x bằng 1. Đấy, như vậy là chúng ta có một nghiệm duy nhất, một nghiệm duy nhất nó là x bằng 1, thế như vậy nó không âm được, đúng không? Đấy, trường hợp này chúng ta gọi, bởi vì là cái x bằng 1 này nó không âm, đây là yêu cầu là phải có âm. Cái trường hợp hai là m khác không, m khác không thì là cái fx này của chúng ta nó sẽ là một cái giao thức bằng hai. Thì để mà nó có nghiệm duy nhất là một nghiệm âm thì chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp, đó là có nghiệm kép fx1 và x2 là nó được bằng không. Và trường hợp thứ hai, đấy, trường hợp thứ hai là nó sẽ có gì, có hai nghiệm phân biệt, thỏa mãn x1 nhỏ hơn không nhỏ hơn x2. Đó, như vậy chúng ta sẽ giải từ trường hợp một. Trường hợp đầu tiên là nó có nghiệm kép x1 và x2 nhỏ hơn không, thì chúng ta phải có là cái delta phải nó bằng là f ơi trừ đi 2m cộng 1 và trừ đi 2m cộng 3m bình nó phải bằng 0, các em biết. Đấy, anh này phải bằng 0, đúng không? Tức là delta phải của chúng ta bằng 0. Và cái x1 bằng x2 nó bằng trừ b trên a nó phải nhỏ hơn 0, đúng không? Trừ b trên a, tức là m là trừ 1, đây là 1 trừ m. Đấy, 1 trừ m trừ b trên 2a trên m nó phải nhỏ. Đây chính là cái điều kiện là tôi chỉ có nghĩa kép x1 và x2 bằng 0, tức là chúng ta phải có delta bằng 0 và trừ b trên 2a nó nhỏ bằng 0. Trừ b thì nó là 2 nhân 1 trừ m trên 2a thì nó trừ m cộng 1 trên m, đúng không? Từ đây chúng em giải cái phương trình thứ hai đấy thì chúng ta sẽ có là đây là 4 nhân m bình trừ đi 4m cộng 1 bằng 0 bằng 1 trừ m trên m nhỏ hơn bằng 0. Cái này nó là hàng đẳng thức rồi thì là em sẽ giải ra được là m bằng 1 phần 2 và 1 trừ m trên m nhỏ hơn bằng 0. Các em thấy m bằng 1 phần 2 bằng 1 thì là 1 trừ 1 phần 2 trên 1 phần 2 nó bằng 1, nó lớn hơn 0 rồi. Cái này chắc chưa là nhân loại nhé, nó không thỏa mãn đâu. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến cái trường hợp cuối cùng đó là có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn x1 nhỏ hơn 0 nhỏ hơn 2, thì các em chỉ cần có a nhân f tại gì đây không nhỏ hơn không thôi, thì khi đó là không nó sẽ nằm giữa hai quả nghiệm a là cái số biến bình nó là m, em thay f tại không mà thì nó là như hai trừ m nhỏ hơn không, thì là các em sẽ được là ở đây là chúng ta sẽ được là m lớn hơn hai hoặc m nhỏ hơn không nhé. Đó, đây là mình mất phương trình bằng hai, đúng không? Thì là cái trường hợp này là có hai nghiệm là không và hai, cái hệ số của m bình nó bị âm, như vậy là chúng ta sẽ lấy ngoài quả nghiệm m lớn hơn hai và m nhỏ hơn không. Thế mà m khác không, đúng không? Thì như vậy là các em kết luận là gì? Cái này là thỏa mãn đấy. Đây là cái này thỏa mãn. Em kết luận là gì? Vậy với m lớn hơn hai hoặc m nhỏ hơn không thì nó sẽ thỏa mãn yêu cầu bài toán nhé. Thế như vậy là trong cái bài toán này thì là chúng ta sẽ rút ra được cái nhận xét là khi mà các em biết cái tiếp tuyến vuông góc của đường thẳng thì các em sẽ biết được cái hệ số góc của tiếp tuyến là cao bằng hai, đúng không?
Thì sau đó là chúng ta sẽ áp cái điều kiện mà tiếp xúc đó là cái y phẩm đó là một ngay. Và ứng nghiệm của cái phương trình này nó chính là hoàn độ của tiếp điểm. Và đề bài yêu cầu là có duy nhất một nghiệm cái tiếp tuyến đấy, nó phải là tại điểm có hành độ âm, đúng không? Đấy, bắt buộc nó phải tại một điểm duy nhất một điểm có hành độ âm mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d x cộng 2 y trừ 3 bằng 0. Thế như vậy là cái phương trình 1 này nó phải có duy nhất là một điểm âm, em biết. Khi nó có duy nhất một điểm âm thì chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp, đúng không? Ba trường hợp. Tức là ở đây là mà chúng ta bởi vì là cái hệ số tiếp bình của gói M. Cho nên chúng ta phải xét M bằng 0, bởi vì M bằng 0 thì nó không phải là cái phương trình bằng 2 nữa. Thì chúng ta thay M bằng 0 nào thì chúng ta sẽ được là x bằng 1 thì nó sẽ ngoại đi. Bởi vì là mình yêu cầu một điểm âm thôi. Tiếp theo là em với M khác 0 thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp để mà bảo yêu cầu bài toán đó là có nghiệm ghép x1 bằng x2 nhỏ hơn 0 hoặc là có hai nghiệm phân biệt như là x1 nhỏ hơn 0 nhỏ hơn là 2x2 nhé. Thì chúng ta sẽ có là cái điều kiện thứ nhất đấy, thì là chúng ta sẽ có là delta phải là bằng 0 và trừ b chia cho 2a trừ b chia cho 2a thì nhỏ hơn 0. Thì các em giải cái điều kiện là delta bằng 0 thì các em được m 1 phần 2, còn trừ b trên 2a thì nó chính là nghiệm ghép là 1 trừ m nhỏ hơn. Nhưng mà khi mà màu 1 phần 2 thì cái này là lớn không, nên chúng ta sẽ mở. Và cái điều kiện cuối cùng đó là hai nghiệm thỏa mãn x1 nhỏ hơn 0 nhỏ hơn x2 thì em lấy A nhân F tại 0 nó nhỏ hơn 0. A nhân F tại 0 nhỏ hơn 0 thì khi đó là A nó là M, F tại 0 nó là A trừ M, thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị của M là gì, đúng không? Chúng ta sẽ sang câu số 3 em nhé. Thì ở đây là cái câu này nó sẽ liên quan đến cái hàm trúng phương bình phân. Thầy có một cái hàm số y bằng chữ x cùng 4 chữ x bình cộng 6 của đồng nghĩa C. Tiếp tiến của đồng nghĩa C tất trục ô y lần lượt tại hai điểm A và B. Sao cho ô y là bằng 36 OA thì nó có phương trình là như thế nào, đúng không? Thì các em phải ý nhé. Ở đây chúng ta có là tất trục ô x ô y lần lượt tại A và B, sao cho ô b là bằng 36 lần OA thì đây là ô b và đây là OA. Thế từ đây mà các em lại suy ra được ngay có chính là cái hệ số góc của tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán k sẽ bằng cộng trừ ob trừ oa, bao giờ nó sẽ bằng cộng trừ trục chung trục mạnh. Thì ở đây là chúng ta nó sẽ có là bằng cộng trừ 36 nhé. Ở đây là chúng ta sẽ giải cái phương trình là y phẩy. Y phẩy này nó bằng trừ 4 nhân cũ 3 trừ đi 2x y phẩy trừ 1 nhân cũ 3 trừ 2x. Thì chấm thứ nhất với cao bằng 36. Từ đây các em suy ra là gì đây? Khoảng độ tiếp điểm mà âm 4 nhân cũ 3 trừ đi 2x bằng 36. Hay là các em có 4 nhân cũ 3 cộng 2x cộng 36 bằng 0. Thì chúng ta sẽ giải nghiệm là giải nghiệm của phương trình này em nhé. 4, 0, 2, 3, 6 em được nghiệm là x bằng âm 2, phương trình này muốn tính chất x bằng âm 2 nhé. Từ từ x bằng âm 2 đó. Với x bằng âm 2 thì em sẽ suy ra được ngay là cái y này em thay ngược lại phía này đúng không? Thì nó là âm 2, 4 y là bằng âm 14. Từ đó chúng ta phương trình tiếp biến delta y nó sẽ bằng 36 nhân x trừ y không nhân cộng 2 cộng y không nhân trừ 14 tương đương với delta. Ở đây nó đang chuyển về làm chính tắc à, và cả làm chính tắc cả làm đúng không, cả làm hệ số góc nữa thì chúng ta sẽ có y nó sẽ bằng 36 x cộng 58 y bằng 36 rồi. Thì như vậy là ở trong đây thì chúng ta có phương án C thì biết một cái đã ra đáp án rồi. Thì những phương án còn lại không có 36 cộng 58 thì chúng ta phải gạch được rồi. Tuy nhiên là chúng ta biết tiếp nhé, k là không 36 thì ra là suy ra là hành độ tiếp theo âm 4 cũng 3 trừ đi 2x bằng âm 36 tương đương với 4 x 3
cộng 2x cộng 36 cộng em cũng đại như thế nào 4 x 3 cộng 2x trừ 36 thôi trừ 36 4 x 3 mang thương hiệu là không hai âm ba sáu rồi tương hiệu x bằng hai nhé tương đương x bằng hai x bằng hai thì ta lại suy ra được đây y cũng bằng âm 14 suy ra là chúng ta y nó bằng 36 nên x trừ hai trừ 14 tương đương với chúng ta y sẽ bằng 36 x trừ 36 cộng với em lấy 36 nhân 2 cộng 4 trừ đi 86 nhân 1 âm 36 trừ 86 thì như vậy là ở đây là chúng ta không có cái gì nào đó. Thế như vậy là nó phải là kết hợp các em nhé, không phải là một anh là 36 cộng 58 và một anh là trừ 36 trừ 86 thì nó là làm gì khác đấy. Ở đây là vì mua không ngã vào nữa các bạn vừa được một chút. Như vậy là cái bài này thì chúng ta chỉ rút ra một cái nhận xét ở đây, nó là cái OB và 36 OA thì là em sẽ suy ra được cái hệ số góc tuyến, nó chính là cộng trừ OB trừ OA tức là cộng trừ 36.